Vâng, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Giải Trí Vũ Lâm 2. Và như các bạn biết ấy, thì Hàn Long đang trồng một cái bát nhãn lớn để làm nhiệm vụ BVB, bê phở đấy các bạn, BVB. Nhiệm vụ này thì được rất là nhiều điểm năng động, và cao nhất đó là 48 điểm năng động trong vòng một ngày đấy. Còn các nhiệm vụ khác ấy, thì phó bản thì là có 22 điểm năng động thôi. Và đặc biệt là nhiệm vụ ba phe thì có 18 điểm năng động một nhiệm vụ, trên một nhiệm vụ. Và Long đang làm nhiệm vụ BVB được 48 điểm năng động. Vâng, dạo này thì Long rất là bận nên cũng ít cũng ít làm video. Thì Long sẽ cố gắng làm video cho anh em xem, gọi là giải trí vui chơi thôi. Chứ hiện tại app của mình thì là chưa được VIP, và Long sắp nhận được cái mũ ẩm huyết này các bạn. Vâng, cố gắng cày. Không biết là anh em ở các server khác như nào rồi. Còn Long thì đang cố gắng cày đây. Vâng, Long sẽ thay cái mũ này. À, thay cái nón này các bạn này. Đấy. Nón gì mà chọn mà tránh mọi trạng thái phụ 4%. Vâng, nếu mà tránh mọi trạng thái phụ thì là thường thường là một số bạn đánh cổ sư hay là một cái phái phụ phụ đó thì mấy. Còn Thiên Ông Quyền thì chắc chắn là không chọn những dòng đấy rồi, bởi vì nó rất là cùi. Nhưng mà không sao, Long vẫn định thay đổi. Nhưng mà sắp có rồi các bạn, sắp có rồi. Đây đây, nhiệm vụ BVB đây các bạn này. Vâng, bây giờ là 8 giờ 40 phút. Còn 20 phút nữa mới đến nhiệm vụ. Nhiệm vụ đó là truyền đạo là một, và nhiệm vụ boss thế lực là hai. Còn thợ săn tiền thưởng 10 giờ cơ. Đấy các bạn nhìn chưa? Nhiệm vụ của bạn là thu hoạch một cây bát nhãn lớn. Ok. Và Long được 48k đấy. À 48 điểm năng động. Và Long được 226k8. Long làm lốt hôm nay là được 26k850 điểm hơn đấy. Và ngày mai nữa thì Long sẽ nhận được nón ẩm huyết các bạn. Cuối ngày mai. Đây, cái này chưa hoàn thành này, vạn kiến trùng rồi đấy. Và một số nhiệm vụ đây là Long vẫn chưa làm đấy. Đây là 18 nhá. 18 gọi là 36 đi. Nhiệm vụ boss cứ gọi là không làm được đi. 36 này. Gọi là 40 này. À 40 này đấy. Mới cộng nhiệm vụ này là đây nữa. 4 này. Nhiệm vụ này là 22 điểm các bạn. 456. Vậy Long chắc chắn là có trong tay là 26k850 điểm. Đấy, mai là 1k nữa, 900 với 150 điểm nữa thì Long chắc chắn là sẽ được. Vâng, không ui. Ông Thiên Nam Trượng mặc đồ đen chuỗi các bạn này. Giật mình. Vâng, các bạn nhìn xem. Đi ngang qua giật mình luôn. Mặc cái áo, cái mũ như kiểu người mâm cổ này. Nhìn bề ngoài thì giống hệt người mâm cổ luôn. Cưỡi trên con ngựa màu trắng toát. Ông này đi ở ban đêm thì cấm qua nhìn thấy. Thật sự là cấm qua nhìn thấy đấy. Bộ áo đen chuỗi. Và không biết là bạn ấy đang định đi đi. Không biết là mình xin đi có được không nhỉ. 8 giờ 42 phút à. Này Long phải làm nhiệm vụ truyền đạo cơ. Chắc không xin đi được rồi. Long về xem có ai đi vạn kiếm chung không. Chết cha rồi, không có ai rồi. Mình lọ ác thì lại rất là lâu. Ôi cái này tí Long sẽ làm sau các bạn. Long sẽ chuẩn bị ác. Đây. Long sẽ chuẩn bị một ác minh giáo. Và một ác ngang mi kiếm nữa đây. Để đi tên để làm nhiệm vụ truyền đạo và boss thế lực. Không biết là hôm nay nó xuất hiện ở boss bên nào các bạn. Hy vọng là nó hôm nay mình tiếp tục lại sang bên Thiên Long Tự.
bởi vì hôm qua nó ở bên Hưng Khánh. Đúng thật sự là hôm qua nó không ngờ nó ở bên Hưng Khánh ấy. 3 ngày hôm nay rồi nó ở bên Hưng Khánh các bạn. À nó ở bên Quỳnh Kết. 3 ngày hôm nay nó ở bên Quỳnh Kết mới đau chứ. Nó không ở bên Quỳnh Kết thì lại sang bên Hưng Khánh. Còn là Thiên Long Tự thì chưa thấy hôm nào. Đây đây đây, ôi giời. Và hôm nay thì Long cũng chưa đi cày cấp cơ. 86 này. Hôm nay mà chịu khó cày thì kiểu gì là mai cũng nên cấp 82 các bạn. Còn 86% này. Có nghĩa là còn 14 phần đây 87 thôi. 87 này. Còn 13% nữa là Long sẽ lên 82. À, chính tỏ 13% nữa thì đi một đi mắc TNT thì sẽ để ai ai mời đây. Ôi trời ơi. Có một ông mà cứ tưởng là vài ông. Đây rồi, may quá, đi vào đi làm nhiệm vụ đi anh em ơi. Đâu nhỉ? Sao anh ai vừa mời anh em ở đâu mà mời mình BT được nhỉ? Đây 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 đây. Anh em đang ở đây. Ôi trời ơi, cho tôi đi với. Mình vừa xin ở đâu mà mất rồi. Vâng, xin sót mà anh em không cho mình đi. Đấy, rất là buồn các bạn. Bởi vì là họ đi ải khác cơ. Họ đi địa huyền cung. Mà mình đâu có cần đi địa huyền cung mới chết. Mình xem nhiệm vụ chính xác của mình là nhiệm vụ gì là lại quên được ạ. Vạn kiếm chung, đúng vạn kiếm chung. Và tranh thủ thì Long sẽ làm huy chương thiết chế. Sao mình có huy chương thiết chế không? Đây rồi. Đang là làm nhiệm vụ bang hội các bạn. Để lên cái tín vật để được 3K8 này. Xem Long xem lên cấp 9 này Long cần bao nhiêu điểm này. Đây 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 đây. Tín vật của Long thì đang ở cấp 8. Bây giờ muốn lên cấp 9 thì tốn bao nhiêu nha. Ui trời ơi, 5K4 à. Thốn vãi nhỉ. Vàng thì không no nhưng mà thôi làm nhiệm vụ đó. Vâng, kiểu gì mà hết sự kiện lần này thì Long cũng lên được tín vật ở đến cấp 9 cấp 10 các bạn. Long cố gắng lên thấp nhất là cấp 10. Đang ở cấp 8. Làm nhiệm vụ nó rất là lâu các bạn. Áo choàng cầm đoạn. Cái này mình rất là nhiều sao này. Vâng, chơi game Võ Lâm 2 bây giờ thì mỗi bạn phải có một dàn tem các bạn. Chứ đơn phương độc mã thì rất là nguy hiểm. Nguy hiểm ở đây là không phải nguy hiểm là chết người hay là tính mạng gì cả. Mà nguy hiểm để mà chúng ta không cày được cấp các bạn. Bởi vì là nhiều khi xin anh em không cho đi. Đấy, ví dụ như vừa nãy là họ đã BT rồi. Xong họ lại không BT nữa. Vì vậy mà một số bạn rất là lản trí luôn. Lản trí là không cho ai cho đi các bạn. Đấy, Long sẽ cố gắng. Vâng, lản trí thì rất dễ rơi vào tinh thần là bỏ game các bạn. Bởi vì là không cho ai đi, không ai chơi với ai là rất là nguy hiểm. Rồi ok, Long sẽ cố gắng làm thiết tinh cấp 1 này. Thiết tinh cấp 1 các bạn lấy ở đâu? Các bạn có thể là lấy huy chương anh hùng này. Rồi các bạn đổi ra huy chương dũng sĩ. Các bạn phải mở khóa ra nhá. Rồi từ huy chương dũng sĩ chúng ta lấy các loại nguyên liệu. Ví dụ là thiết tinh cấp 1 này, luyện thiết tinh cấp 2 này, đấy, tẩy này. Và thì luyện tô thiết này. Đấy. Trang bị hạo nguyệt này. Rồi trang bị diệu dương này các bạn ơi.
À đúng rồi, vì video sau thì Long An sẽ làm cái hướng dẫn mà lấy trang bị rượu dương này các bạn. Đấy. Đấy các bạn thấy chưa? Trang bị rượu dương này, đấy. Nhưng mà dành cho Nga mi kiếm này các bạn, lấy cái kiếm. Vâng, để Long xem cái ác của mình có đủ ấy không đã. Mà ác của mình có đồ hào hiệp vô hạ đâu mà cần. Nếu mà ác của các bạn có đồ hào hiệp vô hạ thì các bạn không búp được sen thường xuyên thì các bạn hãy lấy ấy. Thôi, sự Long hứa là sự kiện lần sau Long mà sẽ cày cho Nga mi kiếm đấy hào hiệp vô hạ để lấy kiếm diệu dương, bởi vì huy chương anh hùng bây giờ hết rồi. Một huy chương anh hùng được mấy cái rồi, một huy chương anh hùng được 2 cái thì Long mới được. Ôi hôm nọ Long bán hết rồi, chết rồi, kiểu này lại tự mình đẩy mình vào con đường chết rồi. Hôm nọ Long có gần 300 cái huy chương anh hùng, 300 tính ra là 600 cái. Rồi lại tiếp tục công cuộc cày kiếm rượu dương vậy. Cày kiếm rượu dương thì là các bạn chỉ cần cái kiếm rượu dương thôi là các bạn có thể sen không dây, các bạn sen liên tục cũng được. Đấy, rất là đơn giản thôi. Quan trọng là chúng ta phải đi kiếm đủ nguyên liệu. Long bán hết cái đồ long quạt lăn vằn on toàn là vằn đấy ạ. Nội công thân pháp đầy lón này. Đây à. Ôi, phi luôn đi cho nhanh. Và Long xem thủ khố của Long có những cái món gì này. Hết cái huy chương anh hùng đúng không ạ? Đang xem có huy chương anh hùng không? Ổn định cấp 6 ấy. Vâng, hình như là hết huy chương anh hùng rồi. À đây rồi, ôi, rồi, 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 đây. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đấy, ok, nằm vứt vào đây. 300 cái, ui rồi ôi, bằng 6 cái huy chương dũng sĩ rồi. À, nhưng mà cũng không được các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì là chúng ta phải phải mất đi kiếm đây đâu kia. Từ 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 từ. Đây 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 đây. Hạo Nguyệt. Đây kiếm Hạo Nguyệt đây. Ở 400 cái chết cha tôi rồi. 400 cái này cơ. Tốn ghê đấy các bạn. Đấy các bạn nhìn này. Phải lấy kiếm rượu dương cơ. Rồi, để video sau thì Long sẽ úp cho các bạn xem. Còn video này thì là chủ yếu là Long làm nhiệm vụ và Long sẽ thi tinh cái một đây. Lôi viên thạch đây. Đấy, Long sẽ cố gắng lên cái tín vật các bạn ơi. Đấy, Long đã làm nhiệm vụ mắc tối đa này các bạn nhìn này. Số lần hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày hôm nay đã tối đa. Trời ơi. Mình đúng là đã làm mắc tối đa thật. Chờ bó tây hạ vứt 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 vứt. Đây là cái hạ trang này cũng vứt được. Cái này lấy lại đầy các bạn. Nhận lại trang bị đầy. Rồi ok. Sẽ vứt vào thủ khố vậy đi. Đấy, Long còn 300 tiêu giao ngọc này. Đấy, còn một ít vàng. Đây là số vàng cuối cùng ấy.
Hai hiệp vô hạn đây các bạn này. Đấy. Phục sinh đơn thì có một cái này. Cái ngọc này ủa ôi tiếc chưa, giảm thương bạo kích này. Đấy. Đá 5 các bạn, tiếc ơi là tiếc. Mỗi tội là mình chơi học ngọc hào hiệp giới thôi. Tuy nó cùi nhưng mà mình cứ đem vào cho nó đẹp. Rồi ok. Còn chỉ còn 6 phút nữa thôi. Long sẽ tranh thủ đi đi làm nhiệm vụ. Thứ nhất là nhiệm vụ nhặt. Nhiệm vụ truyền đạo các bạn. Đây. Cái phần mềm auto thì Long tải về đây đấy, TV auto đấy. Vâng, cái auto của Long thì nó hết cái chức năng búp rồi. Vâng, nếu mà chúng ta sử dụng chức năng mà búp ấy, thì nó tiêu hao độ bền rất là nhiều, nó hỏng ấy các bạn, nó xuống rất là nhanh, nhanh ơi là nhanh ấy, nhanh kinh khủng luôn. Cái này trải nghiệm thì chắc chắn là một số bạn là dùng thì các bạn trải nghiệm biết rồi, và Long đã thấy một số bạn comment rồi. Nếu mà dùng auto boost ấy, thì tốn rất là nhiều độ bền, có nghĩa là độ bền nó xuống rất là nhanh và nhanh hỏng và phải sửa suốt ngay. Nếu mà chúng ta có quần áo đồ thống thì chúng ta tự sửa cũng được, nhưng mà Long lười lắm nên là ít ít sửa, toàn là sửa bằng vàng trực tiếp nên là rất thốn, là thốn. Rồi 8 giờ còn 5 phút nữa thôi. Thôi mình cứ xuống chuẩn bị đã các bạn. Hôm nay mình chỉ mang mang 3 ác thôi. Đây, một ác mình để đây. Đây, một ác mình để đây. Vâng, chúng ta mà chịu khó nhặt cái gì nhỉ? Cái võ lâm minh thánh vật ấy, thì chúng ta cũng được 1 triệu kinh nghiệm. Thì 1 triệu kinh nghiệm một cái mà chúng ta nhặt được hết ấy, thì chúng ta được 5-6 triệu một cái chỗ truyền đạo. Chúng ta phải làm đầy đủ hết. Vâng, chỉ còn 3 phút nữa thôi các bạn. Vâng, chúng ta sẽ đợi. Vâng, bây giờ là đã đến giờ truyền đạo rồi các bạn. Thì Long sẽ để một ác ở đây và Long sẽ cho chia ra các bạn. Đây 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 đây, úi giời ơi, trời ơi. Mình đến muộn rồi. Ôi, nhặt được vài cái. Rồi ok, nhặt được vài cái rồi. Vâng, mình sẽ chia ra các bạn ơi. Chia ra để mình nhặt cho được nhiều. Đấy.
Đây 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 đây. Ôi, nhặt được có hai cái chỗ này. Vâng, bị nhặt mất đấy. Đấy, rất là nhiều anh em đang cũng đang nhận nhiệm vụ. Đấy, bạn này rất là VIP này, đồ rất là ngon. Và ước gì mình có một cái con ngon, đặc biệt là cái ngọc các bạn. Ngọc Hào Hiệp Vô Hạ, các bạn nhớ chọn cái dòng mà tăng thêm hiệu quả thương dược 35% ấy, thì rất là trâu các bạn. Vâng, trâu như như một con voi. Vâng, có nghĩa là nó trâu, vừa trâu này vừa voi nữa các bạn. Đấy, kim sa bạn tẩy có mấy cái dòng vàng rất là ngon. Đấy. Nói chung là mình phải tẩy nhiều các bạn. Mà con bét của bạn lại ngon thế nhỉ. Vâng, đầu tư con bét bây giờ là tốn rất là nhiều. Ví dụ là chúng ta ăn sự kiện thương nhân hải sản ấy, thì chúng ta có thể đổi lấy sách 5 hên xui chúng ta được sách vô cụ hoặc là phá địch. Nhưng mà cái sự kiện vừa rồi thì Long rất là bận lại không có thời gian để đổi. Mà mỗi khi đánh ấy thì là các VIP toàn mang cái ác VIP ở đấy các canh thôi. Cứ ra con nào là các VIP ấy, toàn đồ sát. Rồi ok, nó ra rồi, nó ra rồi, nó ra rồi, chạy 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 chạy. Rồi bị hết rồi, bị hết rồi, bị hết rồi, chạy chạy. Vâng, nói chung là chúng ta chỉ nhặt được một lần thôi. Các cây khác thì anh em cũng chia nhau ra để nhặt và làm nhiệm vụ. Ở đây không ai nhặt sao này? Mình nhặt được vài cái các bạn ơi. Hên quá. Cây này không ai nhặt sao? Không biết là cây trên này thế nào? Vâng, chúng ta thử lên cây trên cây cuối cùng các bạn. Đây. Ui. Trên này cũng có người. Nhưng mà mình vẫn nhặt được, hà hà. Đấy, mình có 21 cái ngưng tinh độ này. Đấy. Vâng, cái app của mình thì phải chỉnh sửa rất là nhiều. Nói chung là chưa có thời gian các bạn. À, nói chung là thời gian thì rất là thừa. À, chưa có xu để lên. Vâng, thay đổi mật tịch bây giờ là phải luyện mật tịch này. Mà luyện thời gian thì mình lại không có thời gian này. Đấy, thứ hai là thay con bét này. Mình lại chưa tiền thay con bét này. Tẩy kim xà thì lại chưa có nhiên liệu này. Lên tín vật thì làm nhiệm vụ thì rất là lâu này. Nói chung là cái gì nó cũng phải có ngân khố và thời gian các bạn. Tạm thời mình cứ để đi lòng vòng dạo á.
sau này mình có cơ hội mình sẽ lên từ từ đấy. Sự kiện này này thì Long cố gắng lên được con hổ đấy các bạn này, con này hoàng hổ bà bảo, con này sửa được, con này sửa được độ bền nhé các bạn nhé, sửa được độ bền và rẻ lắm, sửa nó chả tốn cái gì, tốn nói chung là tốn cái bạc bạc ở đây này, đây 21 bạc này chẳng hạn, 17 bạc này, nó rất là rẻ, nói chung là hầu như là không tốn gì luôn. Đấy con này, đấy con này nó sẽ theo Long suốt đời luôn, bởi vì nó sửa được độ bền này và quan trọng cái tốc độ di chuyển của nó là 120% vĩnh viễn luôn các bạn, rất là ngon. Vâng, con này nó rơi vào tầm hồi Long mua 15k vàng các bạn, tính gọi là 3 cao su đi, 35 15 đấy, nó cũng mất 3 cao su rồi đấy, nhưng mà Long không đổi bằng su, Long đổi bằng vàng các bạn, hoặc là Long đổi cho họ bằng thiên kiêu lệnh, Long có thiên kiêu lệnh Long đổi cho họ luôn. Vâng, tí nữa Long thì còn rất là nhiều việc cần làm, nhất là phải đi phó bản TL1 này, làm nhiệm vụ phó bản là 2 này, truyền đạo là 3 này. Hôm nay về muộn các bạn, về muộn thì phải chịu khó làm thôi. Vâng, thường thường là cứ khắc chẵn nó ra các bạn ạ, cứ 2 phút nó ra một lần sao. Vâng, khắc thứ 11 rồi các bạn. Long sẽ nhặt nốt chỗ này rồi. Rồi ok, chúng ta chuẩn bị sang thế lực khác thôi, để chuẩn bị cho kịp thời gian. Rồi ok, Long sẽ sang thế lực khác. Hôm nay Long lại sang Thiên Long Tự các bạn, quyết định sang Thiên Long Tự một chuyến nữa, xem mà làm ăn như thế nào. Ôi chết 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 chết, quên chữ BT các bạn. Nhầm. Chúng ta phải BT và mới hoàn thành nhiệm vụ.
Vâng, các bạn đợi tí nhá. Đâu rồi, thiếu nó quên đâu, thiếu nó. Đồng sẽ cho ra chỗ này. Chưa rồi, lòng mấy ác cơ. Không kịp, má ơi. Còn áo Minh Giáo mà chưa BT. Cho một ác vào trước vậy, nếu mà không nhặt mót thì hoàn thành nhiệm vụ. Đấy, cho một ác vào trước. Đây. Chậm chân các bạn. Ôi chết rồi. Tây Hạ bắt ở Hưng Khánh các bạn ơi. Vâng, xui thế. Lại một ngày xui. Bắt ở Hưng Khánh cơ, Hưng Khánh. Vâng, bắt ở đúng bên thế lực của mình. Tức là mình không làm ác kia các bạn. Vâng, hôm nay là bỏ mất nhiệm vụ boss rồi các bạn. Đấy, Long đã đề phòng rồi. Là hôm nay Long sẽ bỏ nhiệm vụ boss. Nó boss ở thế lực khác thì nó dễ làm, còn riêng boss ở thế lực mình ấy thì các bạn ví dụ các bạn phải BT ngoài chiến lực cơ thì các bạn mới hoàn thành được. Vâng, mấy hôm mai mai chúng ta lại tiếp tục sang Thiên Long Tự các bạn. Rồi, ok, chúng ta về thôi. Rồi, ok, tạm thời chúng ta chỉ có nhiệm vụ Tây Vực Chiến Đạo thôi, còn thợ săn tiền thưởng tí làm tiếp. Đấy, Long đã đề phòng rồi các bạn. Đề phòng ngay. Biết là hôm nay kiểu gì nó cũng không làm được nhiệm vụ boss nên không tính điểm vào đấy. Rồi, chúng ta về. Long sẽ về đi đi Vạn Kiếm Trung vậy.
Vâng, đi phó bản này chúng ta cần phải phải mấy ác nhỉ? 5 ác các bạn, 5 phái khác nhau. Đấy, mình mới được 3 phái. Đây. Chắc chắn là chưa vào, long vào cho các bạn xem nhé. Đấy, các bạn nhìn này. Hệ phái trong tổ đội không đủ 5. Đấy, phải 5 phái khác nhau. Long sẽ lấy tiếp ác các bạn. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Long đã kiếm được 5 ác rồi. Đấy, chúng ta sẽ chui vào luôn. Chui vào ra luôn các bạn, chứ không muốn làm nữa. Vâng, ngại đi các bạn. Đấy, chui vào ra luôn. Rời ải luôn, xác nhận. Vâng, Long ra rồi các bạn, Long sẽ về trả nhiệm vụ luôn. Đây đây rồi, trả nhiệm vụ luôn nào. Ha ha, bây giờ là Long được này các bạn này. 26k, 854 điểm năng động và cộng với 18k nữa, à 18 điểm năng động nữa. Nhiệm vụ thợ săn tiền thưởng. Đấy, cộng vào đây là Long được 6 này, 7 này. Đấy, chỉ cần ngày mai nữa là Long có mũ ẩm huyết thôi. Ok, cảm ơn mọi người nhé, cảm ơn anh em rất là nhiều. Và Long xin ập video đây để Long đi cày cấp các bạn, đi TLT. Ok nhé, bye bye anh em.